Vâng, và trong khi chờ đợi tất cả các quý vị đại biểu trở về trong buổi sáng ngày hôm nay thì cho phép Như Quỳnh xin kính chuyển đến toàn thể quý vị một sáng tác ca khúc được mang tên Yêu Anh Cả Trong Giấc Mơ. Xin vị cùng thưởng thức. Let's go. Cơn mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Em nhớ anh ngày qua, cả trăm giấc mơ vẫn còn thương thương. Khi xa anh lòng nhớ, ngày buồn đến thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ, đời trống vắng buốt giá đêm qua hiu. Vì em yêu trong giấc mơ nên tình anh chiều em là không bến bờ, hình bóng anh vây quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, để mãi có anh trong những cơn mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ, hình bóng anh vây quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, dù em ở nơi đâu cũng nghĩ tới anh cả trong giấc mơ. Qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Em nhớ anh ngày qua, cả trăm giấc mơ vẫn còn thốn thương. Khi xa anh lòng nhớ, ngày buồn đến thất thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ, đời trống vắng buốt giá đêm của anh yêu. Vì em yêu trong giấc mơ nên tình anh trao em là không bến bờ, hình bóng anh vây quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, để mãi có anh trong những cơn mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ, hình bóng anh vây quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, dù mơ nơi đâu cũng nghĩ tới anh cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ nên tình anh cho em là không bến bờ, hình bóng anh vơi quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, để mãi có anh trong những cơn mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ, hình bóng anh vơi quanh đêm ngày như sâu vào nỗi nhớ, dù em ở nơi đâu cũng nghĩ tới anh cả trong giấc mơ. Quý vị rất là nhiều. Kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An, ca khúc Nắng Ấm Quê Hương. Chân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Anh đến cho đất Thái Bình từ bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn nên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế? Anh yêu em diêm điện những khi nào gió bãi biển Đồng Châu, anh qua con
tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thái Bình ơi, sao mà yêu đất thế? Anh yêu em Diêm Điền, đừng vì nào gió mai em đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy chờ đợi trong giây lát. Và ngay sau đây Minh Thuần cũng sẽ được gửi tặng tới toàn thể quý vị với một ca khúc hát về mùa xuân. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Trân trọng kính mời. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên anh trao lụ hôn, và mùa xuân đã đến bên anh trao ánh mắt em. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Hey! Từng chờ đón xanh mơn mát, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên anh và mùa xuân đã đến bên em. Thì thầm làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên anh trao nụ hôn, và mùa xuân đã đến bên anh trao ánh mắt em. Để rồi đắm say, để rồi mất ngay. Từng chờ đón xanh mơn mát, từng
hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Và mùa xuân đã đến bên anh trao ánh mắt em. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Mùa xuân đã đến bên anh trao ánh mắt em. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây, để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn, cùng chào đón lên sân khấu nhóm nhảy aerobic Tim Hương Vũ đến từ thị trấn Tiền Hải. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cơn mưa nhớ anh.
xin được chân thành cảm ơn nhóm nhảy aerobic Team Hương Vũ đến từ thị trấn Tiền Hải. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mở đầu cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta theo một cách thật ấn tượng. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục vừa rồi. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay. Và kính thưa toàn thể quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi dành trọn sự chú ý của quý vị về phía sân khấu chính. Buổi lễ khai trương Trung tâm Jockey Thanh Thảo xin phép được bắt đầu. Xin được lòng nhiệt chào mừng sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị, cũng như sự hiện diện của ông bà kiện tướng yoga châu Á, các huấn luyện viên trong huyện, trong tỉnh, các vị khách mời và các quý học viên. Chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức cũng xin gửi tới toàn thể quý vị nhân dịp đầu xuân năm mới với lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc trung tâm lớp học yogi của huấn luyện viên Thanh Thảo với lời chúc mừng hồng phát xin được chân thành cảm ơn. Và quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, mỗi chúng ta đều luôn hối hả, bận rộn với cuồng quay của công việc mà quên đi mất một tài sản vô cùng giá trị đối với chính bản thân mình. Đó chính là sức khỏe. Trong cuốn sách 100 điều dặn dò để sống cuộc sống viên mãn và hạnh phúc của thầy thuốc có 102 Trung Hoa Đại Lục cũng nói rằng cội nguồn của sắc đẹp đó chính là sức khỏe, cội nguồn của sức khỏe đó chính là dưỡng sinh, và cội nguồn của dưỡng sinh đó là dưỡng tâm. Và khi đời sống hiện đại nhiều áp lực nhưng lại ít vận động dẫn đến căng thẳng, stress, sức khỏe kém, bệnh tật từ đó mà nảy sinh. Vì vậy, việc tập luyện thể thao giữ sức khỏe cần phải được chú trọng hơn nữa, thấu hiểu và luôn muốn truyền cảm hứng cho tất cả cộng đồng với một không gian tập luyện tiện nghi, sang trọng và thoải mái và được sự yêu mến của toàn thể hội viên, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của toàn thể hội viên. Ngày hôm nay, Trung tâm Yogi Thanh Thảo tưng bừng khai trương Trung tâm Yogi tại xóm 1, Kênh Xuyên, Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình. Và quý vị thân mến, cùng đến sự với chương trình ngày hôm nay, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của kiện tướng Yogi châu Á và các huấn luyện viên Yogi các tỉnh thành. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các huấn luận viên trong tỉnh, trong huyện và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, về tại với lớp học, về tại với câu lạc bộ yogi của huấn luyện viên Thanh Thảo hôm nay, sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị là các huấn luyện viên, thế rồi các học viên yêu quý cùng các cô, các bác, các chị và các em rất là vui mừng cũng đã trở về tham dự chương trình này. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho huấn luyện viên Thanh Thảo, chúng tôi cũng xin gửi tới toàn thể quý vị với một lời kính chúc sức khỏe, bước sang một năm mới hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Xin chân thành cảm ơn. Và chúc cho Trung tâm Yogi Thanh Thảo khai trương được hồng phát. Và thưa quý vị thân mến, Trung tâm Yogi Thanh Thảo đã và đang mang đến cho xã hội những điều hết sức tốt đẹp trong cuộc sống. Và trong không khí vui mừng của buổi lễ ngày hôm nay, Hà Phương xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu chị Thanh Thảo sẽ đại diện cho Trung tâm Yogi Thanh Thảo lên sân khấu có đôi lời phát biểu cũng như chia sẻ đến sự hiện diện của toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Xin mời huấn luyện viên Thanh Thảo. Lời đầu tiên em xin phát biểu là em xin được cảm ơn tất cả sự hiện diện có mặt toàn thể quý khách có mặt tại đây ạ. Và em xin không biết nói lời cảm ơn như thế nào, tấm lòng của em và cảm xúc của em bây giờ rất là hồi hộp và cảm xúc. Tất cả mọi người ngồi ở đây là tấm lòng và chân ái của em. Em xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây và tất cả các bạn bè, anh em xa gần và quý khách của em không có mặt tại đây nhưng mà có lãng hoa tươi thắm
tới em thì em xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Em không biết nói gì hơn thì xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, và chúng ta vừa được nghe những lời phát biểu tri ân, lời phát biểu cảm ơn từ huấn luyện viên Thanh Thảo đã gửi tới toàn thể quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, với gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới sự hiện diện vô cùng quý báu của toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian cũng như thì giờ vàng ngọc quý báu của mình trở về đây tham dự buổi lễ khai trương chúc mừng cho Trung tâm Yoga Thanh Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong buổi sáng ngày hôm nay, ngoài những tình cảm thân thương mà toàn thể quý vị đang mang đến, còn có những lẵng hoa tươi thắm để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương Trung tâm Yoga Thanh Thảo được hồng phát. Và ngay sau đây cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lẵng hoa tươi thắm đến từ chị gái Huyền Đức. Và xin được trân trọng kính mời chị Thanh Thảo sẽ đại diện cho Trung tâm Yoga trở về sân khấu để đón nhận lẵng hoa tươi thắm này. À, xin mời huấn luyện viên Thanh Thảo sẽ trở về sân khấu đón nhận với lãng hoa. Xin được cảm ơn với lãng hoa của anh chị Huyền Đức rất nhiều. Và xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào với bó hoa tươi thắm. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều trong bắt tay của quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình chị gái Huyền Đức và truyền lời của Trung tâm Yoga Thanh Thảo xin được chúc cho chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Tiếp theo chúng tôi cũng xin mời lãng hoa đến từ em Hương Thoại từ Nhật Bản. Vâng, cũng có lãng hoa gửi trở về để khai trương chúc anh chị hồng phát. Và xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào với lãng hoa đến từ em Hương Thoại. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt đón chào. Nối tiếp xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu lãng hoa tươi thắm đến từ Âm Thanh Tuấn Hoa hướng ra di chuyển về phía sân khấu để gửi tặng tới đại diện Trung tâm Yoga Thanh Thảo lãng hoa tươi thắm để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Xin mời. Xin mời Âm Thanh Tuấn Hoa cũng có bó hoa tươi thắm trở về chúc mừng. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay. Xin mời. Và tiếp theo ban tổ chức xin mời đến từ Trung tâm Yoga Phúc Huyền cũng có lãng hoa tươi thắm trở về chúc mừng. Và xin được hân hạnh trân trọng giới thiệu Trung tâm Yoga Phúc Huyền. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo chúng tôi cũng xin mời Trung tâm Yoga Đông Long K5 K6H cũng có lãng hoa tươi thắm trở về chúc mừng. Xin được hân hạnh trân trọng kính mời Trung tâm Yoga Đông Long K5 K6H cũng có lãng hoa trở về chúc mừng. Xin được hân hạnh kính mời. Nối tiếp xin được trân trọng giới thiệu Trung tâm Yoga Huế Nguyễn cũng có những lãng hoa tươi thắm để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo cũng xin được trân trọng kính mời nhóm Yoga đến từ Đông Hưng cũng có lãng hoa tươi thắm trở về chúc mừng Trung tâm Yoga Thanh Thảo được hồng phát. Xin được hân hạnh kính mời. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đó chính là lãng hoa món quà đến từ nhóm nhảy aerobic
Tim Hương Vũ, thị trấn Tiền Hải. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng cho buổi lễ khai trương được hồng phát. Trân trọng được cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo, chúng tôi cũng xin được hân hạnh trân trọng kính mời trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới hỏi của anh Quang Thân đến từ Tây An, thị trấn Tiền Hải cũng có món quà nên chúc mừng. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay đón chào. Xin mời. Xin được chân thành cảm ơn của anh Quang Thân đến từ Tây An. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo, ban tổ chức cũng xin mời với lãng hoa đến từ ông Nguyễn Hiếu cũng có lãng hoa tươi thắm trở về chúc mừng và xin được hân hạnh trân trọng kính mời. Xin cảm ơn lãng hoa của Nguyễn Hiếu rất nhiều và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay chúc mừng. Còn nối tiếp xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu lãng hoa đến từ cô chú. Cô chú Huệ Thang cũng sẽ di chuyển về phía sân khấu chính để dành tặng tới trung tâm Yogi Thanh Thảo lãng hoa tươi thắm để chúc mừng. Xin mời. Xin được hân hạnh trân trọng giới thiệu lãng hoa tươi thắm đến từ cô chú Huệ Thăng cũng trở về chúc mừng cho trung tâm Yogi Thanh Thảo chúc hồng phát và xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi với những món quà, với những lãng hoa, với những bó hoa tươi thắm đã trở về, chúc cho vâng, phòng tập yoga của Thanh Thảo khai trương hồng phát, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn rất nhiều các tổ chức, các cá nhân, các đơn vị với sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng đã trở về chúc mừng và chung vui. Vâng, xin được chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị, và mọi người thường nghĩ yogi rất khó tập, nhưng thực tế không phải như vậy. Yogi là một môn tập nhẹ nhàng, thư giãn, dễ thuộc, có thể tập thường xuyên tại nhà, tại công sở, trong mọi điều kiện thời tiết. Và đặc biệt, lợi ích mà yogi mang lại thì rất lớn. Yogi giúp chúng ta phòng chống bệnh tật, tăng sức tập trung, loại bỏ những thói quen xấu và giúp cho tinh thần của chúng ta thoải mái, thanh thản hơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục dành trọn tầm nhìn của mình về phía sân khấu để cùng chào đón phần tham gia biểu diễn của huấn luyện viên Yogi Thanh Thảo. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc phúc
thắm chưa yêu bây giờ. Tình yêu của anh rộng lớn vì chúng tháng năm. Tôi về để tình chuyện làm ấm, chờ ngày sau khi duyên thắm tơ mơ. Thế mà mới chỉ được nửa năm, người ta bảo em lấy chồng. Ôi có sao em lại lỡ hồi lòng, yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thờ thắm. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, cho một tơ vương hơi bị khổ lắm. Áo gấm sẽ tha đưa em qua vai, câu hướng khi xưa thôi chỉ bỏ lại. Cùng dành một tràng vỗ tay cho huấn luyện viên Thanh Thảo nào. Xin được cảm ơn rất nhiều với bài nhảy vừa rồi rất là đẹp mắt, để được gửi tặng tới tất cả sự hiện diện của quý vị đã trở về tham dự chương trình sự kiện lễ khai trương bằng trung tâm yoga của Thanh Thảo. Với sự hiện diện của quý vị, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn rất nhiều tình cảm sự hiện diện của quý vị đã trở về tham dự. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị tiếp theo cùng hướng lên sân khấu của chúng tôi sẽ được gặp gỡ và làm quen với món quà âm nhạc của chú Ngọc Thăng đến từ mảnh đất quê hương đồng mình thân yêu. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay đón chào với bài hát của chú Ngọc Thăng. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay. Lời đầu tiên cho phép La Thăng xin kính chúc tất cả quý khách đầu xuân năm mới một lời kính chúc sức khỏe và một lời chúc cho đại gia đình nhà mình sang năm 2023 có được thành công lớn nhất. Và cũng xin kính chúc cho trung tâm yoga của Thanh Thảo được phát triển mạnh mẽ và rất đông đảo các chị em đến cổ vũ cũng như là tham gia để xây dựng lớp học ngày càng phát triển. Tôi xin gửi tới ca khúc bài ca Tết cho em. Anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm tựa ngọt sen hồng. Tết này anh không thèm mà đi chơi gì nơi hay nhạc hội Đà Lạt thay vùng đầu, vì đã có em đem lại mộng đời tô thêm vào lòng người chan chứa cả nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết nay anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân. Lại
mộng đời tô thêm vào lòng người chan chứa cả nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết nay anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười chan chứa cả vườn xuân. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa vì mỗi em cười như chứa cả vườn xuân. Hết ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều với món quà âm nhạc thật là tuyệt vời của chú Ngọc Thăng đến từ mảnh đất quê hương Đông Minh thân yêu, bằng những lời chúc cho trung tâm Yogi của Thanh Thảo mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và luôn luôn phát triển. Đón chào tất cả sự hiện diện của cô bác cũng như trẻ em trở về với trung tâm lớp học ngày càng đông đảo hơn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng xin chúc cho chú và gia đình bước sang một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, đắc tài, đắc lộc, đắc vinh hoa. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều với những lời chúc mừng của chú Ngọc Thăng. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây ban tổ chức cũng xin mời toàn thể quý vị tiếp tục cùng hướng lên sân khấu. Và tiếp tục ban tổ chức cũng xin được hân hạnh chào đón nhóm nhảy Yogi, các vị khách mời cùng kết hợp với huấn luyện viên Thanh Thảo tại trung tâm phòng tập trở về với sân khấu cũng có bài biểu diễn. Và xin mời quý vị cùng dành một tràng vỗ tay để đón chào với tình cảm xuyên diện của các vị khách mời. Và xin mời. Đừng về sao thênh thang quá, người gần bước chân vẫn như còn xa. Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm, mà nói không nên lời. Ngày tháng qua trong anh chôn dấu, người biết chàng trái tim này khổ đau. Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân em về, mà cứ như vô tháng qua, người gần bước chân vẫn như còn xa. Dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm, mà nói không nên lời.
lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân em về, mà cứ như vô tình. Anh có biết em đang chờ lời yêu anh dấu kín, mà sao em vẫn thấy anh âm thầm mình anh với cô đơn. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi, mà sao anh chẳng nói. Sao em vẫn thấy anh âm thầm mình anh với cô đơn. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi, mà sao anh chẳng nói. Thời gian trôi nên thơ ngây chưa hương sầu đau,
xin quý vị rất là nhiều. Thay mặt cho ban tổ chức, một lần nữa chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn rất nhiều sự hiện diện của toàn thể quý vị cùng với các ông bà kiện tướng, sự hiện diện của các huấn luyện viên đến từ các tỉnh thành cũng như các học viên yêu quý, sự hiện diện của các ông bà cô bác cũng có lãng hoa trở về chúc mừng cho trung tâm Yogi của Thanh Thảo khai trương Hồng Phát.